Chào cả nhà đến với cái video tiếp theo trên cái kênh review về bất động sản của Tuấn. Thì hôm nay á thì tiếp theo những cái chuỗi video mình liên tục review các cái bất động sản ở khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, thì hôm nay chia sẻ với cả nhà mình một cái lô đất ở trong cái phân khúc nằm tại thành phố Buôn Ma Thuột và có mức giá tầm khoảng dưới 1 tỷ. Đấy, và cụ thể là bao nhiêu á thì lát nữa Tuấn sẽ chia sẻ với mọi người chính xác cái giá bất động sản của mình là bao nhiêu. Đấy, thì trước tiên thì Tuấn chia sẻ một chút xíu là hiện nay á, là mình đang có mặt ở khu vực E Cao của thành phố Buôn Ma Thuột. Thì cái vị trí ở đây á, nó rất là đẹp. Ở vị trí này thì chỉ có cách khu du lịch hồ E Cao tầm khoảng là 2 cây số mà thôi, tầm khoảng 2 cây số. Và cái cung đường này này, nếu cả nhà mình chạy thẳng ở đây ra ngay khoảng là 800m thôi là ra ngay cái trục đường là trục đường Y Quang. Trục Y Quang nối dài á, Y Quang mà từ ngay cái quốc lộ đi xuống đây á, đấy nó nối dài một con đường xuống đây. Và từ cái trục Y Quang đó đi xuống đây á, thì cái đường lớn, đường nhựa lớn cực kỳ là đẹp. Trục Y Quang thì nếu như cả nhà mình ở Buôn Ma Thuột thì mọi người biết cái trục này rồi, cực kỳ là rộng và đẹp. Thì chạy một hơi xuống đây thôi, đúng một đường. Đấy, còn nếu như mà ngay cái trục này này, mình chạy xuống tầm khoảng là 200m thôi là mình sẽ tới ngay một cũng là một cái hồ nước nhỏ. Đấy. Thêm một cái thông tin nữa mình muốn chia sẻ về cái khu vực này á, là hiện nay cái đường Tránh Đông là một cái tuyến đường trọng điểm của thành phố Buôn Ma Thuột sắp sửa được hình thành á, thì đi ngang qua cái trục Y Quang này và nó cách đây chỉ tầm khoảng là 2 cây số thôi. Đấy, rất là gần, vì từ đây mình ra ngoài mặt đường lớn là 800m rồi và mình chạy thêm khoảng hơn 1 cây nữa là ra trục Tránh Đông. Và khi sau này cái trục Tránh Đông á, nó hình thành thì cái sự kết nối giữa cái khu vực ở E Cao này với lại các cái khu vực khác lên tới cái khu vực ở giáp ranh với lại phía thành phố Buôn Ma Thuột đều rất là gần. Đấy, còn các cái cung đường mà đường Tránh Đông đi qua thì Tuấn đã có làm những cái video gửi tới cả nhà mình rồi. Đấy. Ngoài ra thì ở gần đây á, nó có một cái khu nữa, đấy là khu du lịch về E Cao. Thì Tuấn cũng có làm những cái video giới thiệu về khu du lịch E Cao này rồi. Biển hồ E Cao cực kỳ lớn và cực kỳ là tiềm năng về du lịch ở gần đây. Đấy, thì đấy là sơ qua Tuấn chia sẻ một chút. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ đi bộ vào cái khu đất tầm khoảng là mấy chục bước thôi. Đây, cái mặt đường của mình ấy là đường bê tông. Và ở trên sổ ở cả nhà quy hoạch cái con đường này là 8m. Đấy, chắc là nó sẽ mở thêm một cái làn bê tông nữa để trở thành là đường bê tông đôi. Đấy, như cả nhà mình cũng thấy lúc nãy á, là Tuấn đứng sau một cái nhà được xây lớn rất là đẹp. Thì vào trong này cái lô đất của nhà mình á, cũng là cạnh một cái phải nói là một cái biệt thự lớn rất là đẹp nữa. Khu này thì rất là đẹp. Có một điều nữa là team mình rất là thích khi mà tới đây, đấy là cái thời tiết ở đây, cái không khí ở đây á, cực kỳ là mát mẻ. Đấy, do là nằm rất là gần với lại hồ lớn, hồ E Cao. Khu biển hồ E Cao cũng là một cái khu mà có rất là nhiều anh chị về mua những cái miếng đất rộng để mà về đây nghỉ dưỡng. Tại vì nhờ cái không khí này nó rất là tốt á. Ở đây cái khu đất của mình tới rồi. 10 mét ngang anh chị. Từ phía bên này kéo cho tới phía bên này là 10 mét ngang. Đấy, và chiều dài xuống dưới là 29m. Tổng cái diện tích của mình là 292m². Đấy, và đặc biệt đấy là trong đó ấy, là đã có tới là 270m² đất thổ cư nha mọi người. Đấy, một cái diện tích đất thổ cư mà phải nói là cực kỳ lớn, cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, thì khi mà mọi người mà mua cái diện tích đó về rồi ấy, mình có thể xây ngay lập tức những cái nhà như thế này luôn này, và không cần phải lên thêm thổ cư. Đấy, rất là tuyệt vời. Và Tuấn nghĩ rằng là so với lại những cái miếng đất ấy mà nó chỉ có tầm khoảng là bình quân một miếng mà team mình hay đi quay á, là nó chỉ có tầm khoảng là 60m² thổ cư thôi, thì cái miếng của mình có 270m² thổ cư là nó lợi thế hơn rất là nhiều, thậm chí là lợi thế hơn á, phải tới là trăm mấy chục triệu á mọi người. Tại vì cái giá đất thổ cư bây giờ lên không hề rẻ một tí nào. Đây, thì đây là cái miếng đất của chúng ta cạnh một cái hàng xóm của mình, là một cái nhà rất là đẹp. Đấy, 10 nhân với lại 29. Đấy, và cái cọc này này là cái cọc mà nó sẽ, cái con đường trước mặt mình ấy, nó sẽ mở rộng vào đây một chút xíu nữa. Đấy, sẽ mở rộng vào một chút xíu nữa.
Cái view xa của mình đằng sau á cũng rất là đẹp. Tuấn thấy là có một cái như kiểu là đồi, ngọn đồi hay là núi á, cái view xa đằng sau cực kỳ là đẹp. Có một cái hồ nhỏ nữa là lúc nãy có chia sẻ với cả nhà mình là cái đường xuống hồ rồi, nhưng mà nếu mà mình xây lên á, mình lấy cái view đằng sau á là view view lên một cái ngọn núi cao cũng rất là đẹp. Đấy. Rồi bây giờ thì mình cũng xin được chia sẻ với cả nhà mình cái giá của cái bất động sản này luôn. Thì bất động sản này á là bất động sản này á bán với một cái mức giá cực kỳ tốt là chỉ có 800 triệu thôi cho 10 mét ngang này. Tức là tính ra là chỉ có là 80 triệu một mét ngang thôi cho một cái đường như thế này. Đất là đất thuộc thành phố Buôn Ma Thuột nha mọi người. Đấy, gần khu du lịch, gần đường Tránh Đông. Và cách trục đường lớn chỉ có mấy trăm mét thôi. Đấy. Hàng xóm thì là những căn nhà xây rất là đẹp và đường sẽ vẫn còn chờ mở rộng nữa cả nhà. Rồi. Cả nhà mình quan tâm cái thông tin này á thì nhắn tin cho bên Tuấn theo cái số hotline, hoặc là muốn tìm những cái bất động sản như vậy á thì cũng nhắn tin cho bên mình. Đấy, bên mình sẽ tiếp tục đi săn những cái lô đất để gửi tới cả nhà mình. Và mọi người nhớ là bấm đăng ký kênh, bấm follow và để lại những cái bình luận. Đấy. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết cái video này và hẹn gặp cả nhà mình ở trong những cái hành trình tiếp theo.